Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh YouTube của Bắc Trung Nam. Và ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một mẫu nhà cấp 4 mái Thái được Bắc Trung Nam chúng tôi thiết kế cho gia đình nhà chú Ba ở Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình. Trước khi đến với phần giới thiệu mặt bằng công năng chi tiết, phần ngoại quan của ngôi nhà, tôi xin phép được giới thiệu qua thông tin công ty của chúng tôi một chút. Vâng, chúng tôi đến từ Bắc Trung Nam. Công ty chúng tôi chuyên thiết kế và thi công trọn gói các hạng mục công trình nhà ở, spa, quán bar, quán karaoke, vân vân. Các bạn đã băn khoăn chưa biết nhà mình nên làm mẫu nhà gì để phù hợp với khuôn đất của nhà mình, hoặc là cái mặt bằng công năng nhà mình bố trí như thế nào cho hợp lý, thì bạn hãy gọi ngay theo số hotline 0963 95 1111. Tôi xin nhắc lại 0963 95 1111. Các bạn có thể gọi 24 trên 7, bất kể ngày đêm có nhân viên của chúng tôi luôn sẵn sàng túc trực và tư vấn. Ngoài ra các bạn có thể lên trang YouTube gọi Bắc Trung Nam sẽ hiện ra thông tin và tên của công ty chúng tôi. Ở cái phần danh mục tải lên, chúng tôi có cập nhật hàng ngày về những mẫu nhà chúng tôi thiết kế cho khách hàng và quá trình thi công của chúng tôi có up tất cả ở đây để các bạn tham khảo. Biết đâu sau khi các bạn xem một mẫu nhà nào đấy, các bạn thấy ưng mắt và nó hợp với cái công năng của nhà mình, các bạn hãy gọi ngay tới số hotline của chúng tôi. Ngoài ra thì công ty chúng tôi có một trang web, đó là tknhadep.com.vn. Ở trang web này chúng tôi có cập nhật những mẫu nhà, số tiền của những mẫu nhà này sẽ được cập nhật chi tiết trong phần này. Các bạn rảnh các bạn có thể vào và tham khảo. Và quay trở lại với mẫu nhà ngày hôm nay. Và đây là mẫu nhà cấp 4 mái Thái và phong cách hiện đại với tông màu chủ đạo là màu trắng kết hợp với phần màu ghi đen ở trên cái phần đỉnh thu hồi chữ A này. Hai màu này kết hợp với nhau nó sẽ tạo nên một cái sự trang trọng và hài hòa cho tổng thể cái ngôi nhà này. Tiếp theo sẽ là các hệ cột. Ngôi nhà này được chúng tôi thiết kế các hệ cột vuông 300 x 300 với các phần sơn giả đá này ở cái các ở hai bên cột phụ và ở phần chân cột chính. Nó sẽ toát lên một cái sự rắn chắc hơn cho ngôi nhà. Ngoài ra các bạn có thể dùng bằng gạch, nhưng mà phần gạch nó sẽ tốn kém hơn so với phần sơn giả đá. Và ngôi nhà này được chúng tôi thiết kế với hệ bậc ngũ cấp bước lên nhà với phần lát bằng gạch đá granite màu đen củ trắng. Phần đá granite này có độ dày là 2 cm và được giá dao động là từ 1 đến 1 triệu rưỡi trên 1 m². Và ở các phần chân tường để chúng tôi ốp bằng gạch giả đá màu thẫm. Ở các cái phần chân tường này, chúng tôi khuyên các bạn nên ốp một cái gạch loại đá màu đen hoặc là màu thẫm để khi trời mưa mà nếu có nhà mình chưa kịp lau nó có bị vấy bẩn lên thì các bạn nó sẽ không bị lộ. Và ở phần trước cái phần sảnh mặt chính này, chúng tôi có bố trí cái hệ bồn hoa để các bạn trồng hoa cây cảnh rất là đẹp. Và các hệ cửa được chúng tôi thiết kế bằng cửa nhôm hệ PMA 55 với đơn giá dao động từ 1,2 đến 1,5 triệu trên 1 m², tùy vào vật tư từng nơi và tùy vào cái độ dày của cửa. Và phần cửa chính này cũng vậy, được chúng tôi thiết kế bằng hệ pano kính, nó sẽ có tác dụng là lấy cho ánh sáng được nhiều từ ngoài vào trong hơn, nó sẽ tạo cho ngôi nhà một cái sự không gian thông thoáng. Ngoài ra thì các bạn có thể dùng bằng hệ pano đặc. Pano đặc cũng sẽ có tác dụng là để các bạn tạo cho một cái cảm giác cái phần cửa nó sẽ rắn giỏi hơn, đúng không ạ? Vâng, tôi sẽ cho các bạn xem với phần view khác của ngôi nhà này để xem các bạn kiến trúc sư chúng tôi bố trí như thế nào các bạn nhé. Vâng, đây là bên phần bên trái bên sảnh phụ của ngôi nhà. Phần sảnh phụ thì được cũng bên phần bên trái của ngôi nhà này chúng tôi cũng bố trí các phần chậu hoa cây cảnh để các bạn cảm giác ngôi nhà lúc nào nó cũng hướng về thiên nhiên hơn. Và cái phần hệ mái này được chúng tôi làm bằng hệ mái ngói thanh tuyền. Ngoài ra các bạn có thể dùng của đơn vị Minh Ngọc hoặc là Việt Nhật. Vâng, đây là view bên phải của ngôi nhà này. Đấy, các bạn thấy ạ.
Tất cả các màu sắc và kiến trúc được các kiến trúc sư chúng tôi thiết kế rất là vừa mắt hợp lý. Và xin mời các bạn sẽ cùng vào phần phía trong của nhà này để xem phần mặt bằng công năng được chúng tôi bố trí như thế nào. Vâng, ngôi nhà này được thiết kế trên cái phần diện tích là 9,9 nhân với 13,49 và tổng diện tích của ngôi nhà này là 140 m². Khi bước qua sảnh chính sẽ tới phần phòng khách có diện tích là 29,7 m². Vâng, cái diện tích này thì diện tích tương đối là lớn rồi so với cái tiêu chuẩn của một mẫu nhà cấp 4. Bên cạnh phòng khách sẽ là phòng thờ với diện tích là 12 m². Tiếp theo sẽ là tới các vị trí của phòng ngủ số 1, số 2 và số 3 có diện tích là 14 m² mỗi phòng. Và tiếp theo sẽ là cái phần bà bếp và ăn ở phía sau phòng khách có diện tích là 23,8 m². Và ngôi nhà này có một WC. Tại sao các bạn lại thấy như vậy ạ? Và chúng tôi có khuyên là gia đình nên làm tối thiểu 2 WC, nhưng mà do nhu cầu sử dụng của mỗi nhà là khác nhau. Đấy, nên là ngôi nhà này được chúng tôi có bố trí một WC ở phần cuối cùng của phía sau của ngôi nhà này có diện tích là 5,8 m². Và bên cạnh đó sẽ là khu vực để máy giặt. Vừa xét về tổng thể của cái mặt bằng công năng của ngôi nhà này thì tôi cảm thấy là được các kiến trúc sư của tôi bố trí thế này rất là hợp lý rồi. Vâng, tôi vừa giới thiệu cho các bạn xem một mẫu nhà cấp 4 máy Thái. Cá nhân tôi cảm giác rất là ưng mắt, không biết các bạn cảm xúc như thế nào. Thì các bạn thấy video này hay, bổ ích, các bạn hãy cho chúng tôi xem một lượt like, một subscribe để chúng tôi có động lực làm video cho các bạn xem. Và chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào và hẹn gặp lại.